Vâng, Dũng Audio xin kính chào toàn thể các bác nhé. Vâng, buổi hôm nay em xin phép giới thiệu các bác một mẫu đẩy 2 kênh 1.000W nữa. Vâng, và đây là một mẫu đẩy hàng Trung Quốc loại 1 của bên em, với máy hiệu là Yamaha XP8000 này, S các bác nhé. Vâng, và với mặt trước của con đẩy Yamaha này thì nó cũng giống mặt trước của con XP7000S các bác ạ. Cái là công suất của nó lên đến 1.000W. Và các bác cũng đừng thấy em có mỗi lần quay video thấy có mỗi một con như này mà các bác của em không có hàng các bác nhá. Đây này. Các bác đây là mẫu đây là XP8000S của em đây này. Đấy. XP8000S. Và bên này là hàng của PS P4800. Hôm sau em sẽ quay mổ ruột con này giới thiệu các bác nhá. Đây là hàng LA800 này các bác này. Đấy. LA800 thì rồi hàng khó về nên chỉ còn có mấy con LA800 thôi các bác ạ. Đây là hàng của DB, DB Acoustic 41410, 4 kênh, 1 kênh 1. Đây. Còn một số phòng bên kia nữa thì các có các mã đẩy khác các bác nhé. Thế ngoài này là con súp cũng ở DB 115S con nhé. Vâng, và quay lại vấn đề chính hôm nay là chiếc đẩy Yamaha XP8000S con nhé. Vâng, và con đẩy Yamaha XP8000S này cho ra công suất là mỗi kênh 1.000W các bác nhé, mỗi kênh 1.000W. Các bác có thể chơi thế là hạ mỗi kênh được một cặp 40 các bác ạ. Đấy, chơi, có thể chơi lên mỗi kênh một cặp 40. Và các bác có thể chơi được một cái con đẩy này, các bác có thể chơi được một cặp súp 50 các bác nhé. Đấy. Và con đẩy này thì về thế mạnh của nó là cho tiếng bass rất là sâu chắc và hay các bác nhé. Đấy. Vì con này sử dụng sọt tô các bác ạ. Đấy, sọt tô, sử dụng sọt tô. Đây, gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 là 44. Trong đấy có 40 sọt thực và 4 sọt bù bass các bác nhé. Đấy, con này sử dụng đến 12 tụ lọc nguồn. 12 tụ lọc nguồn 63V 22.000W của tụ lọc nguồn của For Audio. Tụ lọc nguồn này lọc nguồn rất tốt các bác nhá. Đấy, lọc nhiễu rất tốt. Các bác xem hàng loại 1 của Trung Quốc các bác nhá. Đấy. Với vỉ mạch màu đỏ các bác nhá. Đấy, vỉ mạch màu đỏ. Đấy các bác xem này. Đấy, tất cả các lối hàng loại 1 của bên em đều được bên sản xuất đấy, đổ keo vào tất cả các mọi rắc nối, tránh thời gian dài sử dụng lâu hoặc là quá trình vận chuyển là cái gì tác động vào để bị tụt rắc gây ra chập. Và con này sử dụng nguồn đồng các bác nhé, nguồn đồng 100%, bên em cam kết nguồn đồng 100%. Các bác mua hàng về bung thoải mái như em đây luôn đấy, các bác bung thoải mái như em đây, kiểm tra bên trong đúng như thế này, cạo đồng ra đấy, cạo đây ra đúng đồng các bác nhận các bác nhá, cực kỳ thoải mái các bác luôn. Hàng bên em thì có sao nói vậy các bác. Và với con đẩy này thì các bác có thể dùng cho hay nhất là các bác dùng cho loa bát neo tiếp neo đấy, nó sẽ bù được cái giải bát cho bộ loa bát neo tiếp neo, vì bát neo tiếp neo thì là bát hơi yếu các bác ạ. Đấy, các bác nào đang cần một con đẩy để bổ trợ tiếng súp cho loa đấy, hoặc là dùng chuyên đánh súp thì con này là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đấy, dùng chuyên tính sút thì con này cực kỳ hợp lý. Con này sử dụng là hai quạt là gió hai bên của con này. Đấy, mặt trước và mặt sau giống con XP7000S. Và hàng loại 1 bên em thì nó có cái chữ Yamaha ở đây các bác nhá. Đấy. Thường thường những cái hàng ăn theo ấy thì sẽ không, người ta bên sản xuất đấy, những cái xưởng gia công người ta sẽ không in chữ ở đây đâu. Đấy. Những cái mặt hàng ăn theo ấy. Các bác nhé.
Đấy, và con đẩy này thì với mức giá chỉ hơn 4 triệu đồng thì các bác ạ. Đấy, mức giá hơn 4 triệu đồng. Con đẩy thì cực kỳ bền bỉ các bác nhá. Đấy, giá rẻ, bền bỉ và mẫu mã cũng rất là đẹp. Và bên em bảo hành cho các bác là một đổi một trong vòng 1 tháng, bảo hành đến 1 năm cho các bác nhá. Con đẩy này cũng rất là lành các bác ạ. Đấy. Bán con này rất là nhàn, nhàn cho người bán cũng nhàn cho người mua. Các bác bên em cũng không phải bảo hành cho các bác và các bác cũng chẳng cần phải mang đến bên em bảo hành vì dùng nó có hỏng đâu ạ. Đấy, vâng, ở video em giới thiệu về chiếc đẩy Yamaha XP 7000S. Xin lỗi các bác. Đấy, con này cũng tương đương với con LA 1000 các bác ạ. Đấy. Nhưng mà con LA 1000 thì nó thiên về tiếng và dùng sò NGV kép các bác nhá. Còn con này đã thiên thiên về giải bát. Vâng. Vâng, ở video em xin phép tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.